không, công đức xuất gia không thể nghĩ bàn. Xuất gia vốn hạnh ly chân, khoác thân pháp phục theo chân đại từ. Lợi danh quyến thuộc rời xa, độc cư thanh tịnh sống đời xã ly. Oai nghi giới luật nghiêm chi, thường hành chánh niệm nhân duyên tỏ tường. Khổ không vô ngã vô thường, dốc tâm tu đạo hoằng dương pháp màu. Thế giới đầy ngũ trường, con thề nguyện bước vào đại hùng lập nguyện, quyết tâm tu tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Hơn cả hư không, công đức xuất gia không thể nghĩ bàn. Xuất gia vốn hạnh ly chân, khoác thân pháp phục theo chân đại từ. Lợi danh quyến thuộc rời xa, độc cư thanh tịnh sống đời xã ly. Oai nghi giới luật nghiêm chi, thường hành chánh niệm nhân duyên tỏ tường. Khổ không vô ngã vô thường, dốc tâm tu đạo hoằng dương pháp màu. Thế giới đầy ngũ trường, con thề nguyện bước vào đại hùng lập nguyện, quyết tâm tu hành. Xuất gia giới hạnh thành cao, tu hành lợi lạc ngã thương cho đời. Chọn thành Phật đạo.